Người Ai Cập cổ đại đã tưởng có lối sống tiên tiến đến khó tin. Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống hiện đại khác xa thời cổ đại. Thực tế, thông qua các bằng chứng về khảo cổ học cho thấy chúng ta đã khá sai lầm. Người Ai Cập cổ đại có lối sống vô cùng tiên tiến. Một, họ chiết xuất sắt từ thiên thạch. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hạt kim loại trong một ngôi mộ cổ. Làm thế nào người Ai Cập cổ đại có được các hạt kim loại? Câu trả lời nằm ở một chữ tượng hình có nghĩa là sắt và có thể được dịch là kim loại từ bầu trời. Những hạt này có thể được chiết xuất từ thiên thạch. Những hạt này rất đặc biệt và độc nhất vì mãi đến 2.000 năm sau, người Ai Cập mới biết nấu chảy sắt. 2. Họ đã phát minh ra kem đánh răng. Có một số bằng chứng cho thấy người Ai Cập đã sản xuất kem đánh răng sớm nhất là từ 5.000 năm trước Công Nguyên. Họ từng tạo ra hỗn hợp bột nhào từ những nguyên liệu sẵn có như vỏ trứng nướng và đá bọt. Thật không may, ngày nay chúng ta không biết chính xác cách sử dụng những hỗn hợp này. 3. Họ sử dụng kháng sinh trong điều trị. Thuốc kháng sinh được chính thức phát minh vào thế kỷ 20, nhưng các bác sĩ Ai Cập cổ đại đã biết sử dụng bánh mì phẳng mốc để điều trị vết thương mừng mù và cách chữa trị của họ đã có hiệu quả. 4. Họ đã thành lập những cảnh sát đầu tiên trên thế giới. Lực lượng cảnh sát đầu tiên trên thế giới được hình thành trong thời kỳ Trung Vương quốc từ năm 2050 đến năm 1800 trước Công Nguyên. Họ bao gồm những chiến binh trung thành nhất và những người lính hỗ trợ từ nước ngoài. Cảnh sát Ai Cập được chó và khỉ hộ tống. Các sĩ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ các ngôi đền và quảng trường thành phố, đại diện của giới thượng lưu và du khách khỏi bọn tội phạm. Họ giống như những cảnh sát thời hiện đại. 5. Họ là những người đầu tiên nấu bia. Người Ai Cập có khả năng sản xuất bia rất tốt nên họ đã trả công cho những người thợ xây kim tự tháp 4-5 lít bia mỗi ngày. Người Ai Cập là một trong những người đầu tiên sản xuất ra thức uống này. 6. Các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện các ca mổ khó. Kiến thức y học của người Ai Cập cổ đại chính xác và độc đáo đến mức có thể so sánh với các phương pháp hiện đại. Khi kiểm tra xác ướp, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của một số ca phẫu thuật khó, phẫu thuật tim, cấy ghép nội tạng và thậm chí cả phẫu thuật thẩm mỹ. 7. Họ sử dụng khóa cửa. Khi hàng xóm ngày càng đông đúc, những người sống ở thời cổ đại cũng bắt đầu có nhu cầu khóa cửa. Khóa cửa được tạo ra ở Ai Cập và Trung Quốc. Ổ khóa gỗ Ai Cập có cơ chế hoạt động rất đơn giản. 8. Họ chơi bowling. Trong một khu định cư cổ đại gần Cairo, một phòng khiêu vũ có niên đại 3.200 năm trước Công Nguyên đã được tìm thấy. Họ đã tạo ra những làn đường được chạm khắc bằng những quả bóng với nhiều kích cỡ khác nhau, bao gồm cả lỗ xỏ ngón tay. Các quy tắc của trò chơi phải khác với ngày nay, nhưng tất cả chúng ta đều công nhận đây là bowling. 9. Họ biết chữa bệnh về mắt. Nhiễm trùng mắt rất phổ biến ở Ai Cập. Vì vậy, người Ai Cập đã phải thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau và đôi khi kỳ lạ như sử dụng sơn kháng khuẩn.